Ngày hôm nay mày sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Tiếp tục tô màu nhé các bạn. Rồi. Bây giờ mình đã tô màu xong nha các bạn nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm
video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video của mình kết thúc đây như vậy.